Kính chào đại chúng. Kính chúc đại chúng luôn thật nhiều năng lượng bình an và trái tim luôn tràn đầy tình yêu thương. Đúng là cái gì không phải luyện tập thì nó sẽ rất là khỏe. Thí dụ như khi mình đang làm việc ngon lành nhưng mà 11 giờ khuya rồi, phải đi ngủ thôi. Mặc dù công việc đó ngày mai có thể tiếp tục được, không có quá gấp, nhưng mà mình lại muốn tiếp tục làm nó cho xong. Và lúc đó mình nghĩ là cố gắng được thì cứ cố gắng. Nhưng mà ở trong sự thật là mình đang thích thú cái công việc đó. Cái công việc đó nó đem lại cho mình rất là nhiều hứng thú, tức là những cái cảm xúc tốt, những cái pleasant. Đang trong một cái cảm xúc tốt như vậy mà mình rứt mình ra khỏi nó thì mình chịu không nổi. Bây giờ mà phải lên giường ngủ thì chán lắm, phải đối diện với chính mình, không có gì hấp dẫn cả. Cũng như trong khi mình xem tivi cũng vậy, xem tới khuya, khuya lắc khuya lơ, xem hết kênh này tới kênh khác và chẳng còn một cái chương trình gì hay ho nữa. Hai con mắt của mình nó cũng muốn sập xuống rồi, nhưng mà mình không có chịu nhấn cái nút tắt. Nói đúng hơn là mình không có can đảm. Tại vì như vậy là mình phải đối diện với những nỗi cô đơn trống trải ở trong lòng của mình. Nó rất là nghèo nàn, không có gì hấp dẫn cho mình cả. Cho nên là mình tìm hết cái này tới cái khác để lắp vào. Rất là tội nghiệp. Nhưng mà làm sao có thể lắp hoài mãi được? Cũng phải có những lúc không có gì để lắp vào. Cũng có những lúc mình phải đối diện với chính mình, với tâm hồn của mình, thì mình lại khinh rẻ và mình không chấp nhận, hay là mình không tin tưởng lấy chính mình nữa. Và cái thái độ mất tự tin nó thường xuất phát từ cái sự nghiện ngập cảm xúc ở những cái điều kiện ở bên ngoài như vậy. Và chúng ta có bài thi kệ tắt truyền hình. Can đảm tắt truyền hình về nuôi dưỡng niềm tin, những chương trình vô bổ nhiễu loạn cõi tâm mình. Tắt truyền hình mà cũng phải can đảm nữa đó. Vượt qua được cái thói quen nghiện ngập cảm xúc, đó là một cái thái độ rất là can đảm. Khi mình vào mạng lưới internet cũng vậy, mình sẽ chọn website nào và tại sao? Mình có phải là mình đang đi tìm những cái tài liệu, những cái thông tin nó có lợi cho cái công việc mình đang làm, hay là mình để cập nhật thêm kiến thức của xã hội, hay là mình đang ngoạn mục trên đó để mà mình tìm kiếm những cái gì mình thích thú? Mình mở hết cái trang web này rồi mình lướt qua những cái trang web khác. Nhưng khi mình vừa lướt mà mình cũng vừa bực bội nữa. Tại vì mình đi tìm một cái gì đó mà mình tìm hoài không được, hay là không có như ý mình muốn. Cái mình tìm là cái gì? Mình có gọi được tên của nó hay không? Được đó. Nó chính là thức ăn cảm xúc. Chúng ta ngồi hàng giờ trên internet là để nạp thức ăn cảm xúc, những cảm giác thoải mái, dễ chịu, sung sướng. Cũng giống như khi chúng ta tiêm vào trong người mình những cái mũi thuốc á phiện, lân lân bay bổng cả người. Nhưng mà sau đó thì con người của mình nó xẹp xuống, nó cằn cỗi, nó mất hết năng lượng tươi tỉnh để mà sống, để mà làm việc. Và mỗi lần mình phiêu lưu trên những cái trang web như vậy thì mình chỉ có giết thời gian, tiêu tốn năng lượng, rồi mình để cho bao nhiêu cái thứ độc tố nó tràn vào trong cái tâm hồn của mình để mà tưới tẩm những cái hạt giống xấu, và nó hủy diệt những cái năng lượng tốt đang biểu hiện ở trong tâm thức. Và chúng ta cũng có bài kệ truy cập trang web: đừng vào các trang web khu vực thiếu an ninh, lòng dặn lòng tỉnh thức, phiêu lưu dễ mất mình. Và khi email hay là nhắn tin, chúng ta cũng có bài thi kệ: gửi người xa cách mặt,
thông điệp của tình yêu, mỗi lời trong chánh niệm nâng đỡ nhau rất nhiều. Và khi gọi điện thoại hay là khi chat thì chúng ta cũng có bài thi kệ: gặp nhau trong phút giây, xin nói lời chân thật, rồi vài năm nữa đây còn nhìn nhau tận mặt. Chỗ nào cũng dán mấy cái lá bùa thi kệ này thì thế nào cũng an toàn ha. Vậy mà cũng chưa chắc nữa đó. Ngày xưa Phật tổ Như Lai chỉ cần dán một cái đạo bùa thôi là Tôn Ngộ Không phải chịu bị nhốt ở trong núi tới 500 năm, không có vùng vẫy được. Còn bây giờ mình dán bùa quá trời mà không có thấm thía gì hết, cũng giống như là bắt cóc bỏ vào dĩa thôi, chẳng có ăn nhập gì hết ha. Chúng ta thường rất ít để ý tới cái nhu cầu cảm xúc của mình lắm. Khi chúng ta cầm điện thoại lên thì chúng ta sẽ gọi cho ai? Thì tất nhiên là chúng ta sẽ gọi cái đối tượng nào mà chúng ta cho là cần phải trao đổi, để hỏi thăm, để giải quyết một cái vấn đề gì đó. Nhưng mà có nhiều khi chúng ta không nhầm hỏi thăm hay là không nhầm giải quyết một cái vấn đề gì cả. Chúng ta đang cần trò chuyện, cần có người lắng nghe, cần có người chấp nhận những cái ý kiến hay là những cái tâm sự của mình, cần có người bên vực đứng về phe mình, hoặc là nhiều khi chỉ đơn giản là cần có một người để trò chuyện cho đỡ buồn. Đó, chúng ta đang bị đói cảm xúc mà chúng ta không hề hay biết. Tự nhiên mình thấy trong lòng của mình nó trống vắng, nó buồn man mác, buồn vô cớ, vì mình không giải mã được cái nỗi buồn đó. Nó từ đâu mà nó có, và mình không có cách để mà trị nó. Cho nên mình đã tìm tới cái người nào mà người đó có vẻ như là ưa mình, yêu thích mình, hay là ngưỡng mộ mình, hay là đứng về phe mình. Nhiều khi mình chỉ cần vài lời nâng đỡ nhẹ nhàng của họ thôi, vài câu công nhận về cái tài năng của mình thôi là mình đã ngủ yên rồi. Đó là một cái sự thật rất là phổ thông trong cái xã hội ngày hôm nay. Khi chúng ta không còn khả năng truyền thông với những người thân ở trong gia đình, tại vì họ không có đem tới cho chúng ta những cái cảm xúc tốt. Trong khi chúng ta trò chuyện, họ nghi ngờ, họ thiếu cái sự quan tâm. Tại vì chúng ta thường không có muốn nghe những cái lời trái tai, những cái câu nói thiếu tình cảm, thiếu công nhận, thiếu sự nâng đỡ. Người ngoài lâu lâu gặp một lần, hoặc là họ chẳng có chịu trách nhiệm gì về ta cả, cho nên tội gì mà họ không làm cho chúng ta có cảm tình với họ. Cho nên họ đã đem bao nhiêu là thứ cảm xúc tốt để mà tưới tẩm vào chúng ta, khiến cho chúng ta nghiện ngập, rồi cứ đi tìm hoài. Vì vậy mà những người thân sống chung quanh của chúng ta, nếu mà vô tình không để ý tới cái nhu cầu cảm xúc quá lớn của chúng ta, hoặc là họ khá vụng về, có thể họ rất là thương mình nhưng mà họ lại vụng về về cái cách bộc lộ cảm xúc, cho nên là mình cứ tránh xa họ, rồi mình cứ đi tìm gặp những cái người ngoài, những người mà có thể mang tới cảm xúc cho mình. Nhiều khi đó chỉ là một cái buổi trò chuyện thôi, để có vài câu khen tặng nhau thôi, chứ chúng ta không có ý gì khác cả, không có ý phản bội người kia. Nhưng mà bi hài kịch cũng thường phát sinh từ cái chỗ đó. Trong khi trò chuyện, chúng ta cũng rất dễ bị vướng kẹt cảm xúc, cho nên chúng ta không biết dừng câu chuyện ở nơi đâu. Nếu mà chúng ta gặp phải một cái người gọi là tâm đầu ý hợp, hay là gặp được một cái người mà họ đang công nhận, đang ngưỡng mộ mình, thì mình không có đứng lên được, không có dừng câu chuyện lại được. Mặc dù là mình đang có việc phải làm, đang có một việc rất là gấp, nhưng mà nhiều khi mình dám để cho cái công việc đó dang dở hay là hư hao luôn nữa, và mình nói là mình không có nỡ từ chối.
Mình sợ mình dừng ngang câu chuyện thì người kia sẽ phiền lòng và họ sẽ buồn, họ sẽ chê trách mình. Nhưng mà thực chất là tại vì chúng ta không rứt ra khỏi được cái vùng cảm xúc đó. Tại vì ta đang được tưới tẩm những cái cảm xúc rất là dễ chịu, rất là êm ái. Nhưng bây giờ tự nhiên ngưng ngang như vậy để bắt tay vào công việc, hơi khô khan thì nó hơi chán. Và đó là lý do tại sao mà chúng ta thường hay lười biếng làm việc. Tại vì chúng ta không thích những cái cảm xúc xấu, những cái unpleasant. Dù chúng ta biết là cái công việc đó rất là quan trọng, nó có ảnh hưởng tới tương lai của mình, nhưng mà chúng ta vẫn thường ngã gục trước những cái cơn nghiện cảm xúc của mình. Nghiện cảm xúc là một cái thói quen, là một cái căn bệnh của hầu hết chúng ta. Chúng ta chỉ yêu thích những cái cảm xúc tốt và sẵn sàng loại trừ những cái cảm xúc xấu. Cảm xúc tốt tức là lạc thọ, pleasant. Còn cảm xúc xấu tức là khổ thọ, unpleasant. Và chúng ta còn một loại nữa, đó là cảm xúc trung tính, neutral. Nó là một cái dạng bão hòa của cảm xúc tốt và cảm xúc xấu. Cái này chúng ta đã được học rất kỹ trong buổi vừa rồi. Trong khi cảm xúc tốt tức là lạc thọ, nó chưa hẳn là một cái thứ hạnh phúc. Và cái cảm xúc xấu tức là khổ thọ, nó chưa hẳn là đem tới khổ đau. Nhiều khi lạc thọ để bắt đầu cho một cái khổ đau cũng không chừng. Hoặc là nhiều khi cái khổ thọ nó lại mở đường cho một cái hạnh phúc ra đời. Thí dụ những người họ từng sống trong khuôn khổ, sống theo nề nếp, thì có vẻ như là họ đang chịu nhiều cái khổ thọ ha. Nhưng mà họ sẽ trở thành những con người vững chãi và mạnh mẽ ở trong tương lai. Còn những người mà không thích luyện tập, cứ sống theo cái bản năng tự nhiên của mình, thích gì làm nấy, thì tuy họ đang sở hữu những cái lạc thọ ở lúc đó thôi, nhưng mà tương lai họ sẽ trở thành những kẻ rất là yếu đuối. Cái thói quen nghiện cảm xúc rất là đáng sợ. Nó làm cho chúng ta luôn lệ thuộc vào hoàn cảnh hay là lệ thuộc vào kẻ khác. Nếu như hoàn cảnh và kẻ khác mà không đáp ứng được nhu cầu của ta, có thể là do nhu cầu của chúng ta nó cứ tăng dần, hoặc có thể là do họ bị lui sụp, họ không cung cấp đủ cho chúng ta, thì chúng ta sẽ đau khổ và bộc phát ra hàng loạt những cái phản ứng như là bực tức, giận dữ, ghen tuông, ganh tị, chê trách, nguyền rủa. Chúng ta đã từng nói tới cái chất endorphin và serotonin là hai cái chất do những cái hormones trong não nó chế xuất ra để mà xoa dịu khi cơ thể chúng ta bị đau nhức hay là khi thần kinh chúng ta bị căng thẳng. Thì dựa vào cái tính chất đó mà ngành y khoa đã chế ra hàng loạt thuốc để chống trầm cảm như là Prozac hay là Paxil, để giúp cho con người giải tỏa hay là hạn chế được những cái cơn cảm xúc. Nhưng mà một điều nguy hại là khi dùng những cái loại thuốc đó thì nó sẽ làm rối loạn các chu kỳ sinh học của cơ thể. Nó sẽ tiêu diệt tế bào thần kinh và làm hỏng luôn cả não bộ. Một điều nguy hại hơn nữa là sau một thời gian rất ngắn, cái cơ chế thích nghi của não bộ nó sẽ ra lệnh cho cơ thể giảm hoặc là ngưng hẳn tiến trình sản xuất endorphin và serotonin tự nhiên. Và chỉ nên tiếp nhận cái nguồn cung cấp từ bên ngoài vào thôi. Và lúc bấy giờ cái hàm lượng thuốc gây kích thích giảm xuống thì nó sẽ tạo ra một cái cảm giác cực kỳ khó chịu. Nó thúc ép chúng ta phải nạp ngay cho nó một cái lượng cần thiết. Mà nếu không cung cấp cho nó thì nó sẽ công phạt cơ thể, hành hạ cơ thể rất là đau đớn. Và cái tình trạng nghiện ngập đã hình thành từ đó. Và đó là lý do tại sao mà những kẻ lợi dụng những cái loại thuốc như là heroin, morphine hay là cocaine có cái cấu trúc tương tự như là hai cái loại nội tiết tố trên đó, để thỏa mãn cái cảm xúc ngây ngất trong nhất thời,
Nhưng mà chỉ cần vài tuần lễ sau là họ đã trở thành những tín đồ, những con nghiện của những cái loại thuốc đó, rất là đáng sợ. Bình an và hạnh phúc là hai thứ mà chúng ta có thể tự chế xuất từ chính tâm hồn của mình. Chỉ cần mình biết cách khơi dậy qua một vài phép thực tập, một vài phương pháp rèn luyện đúng đắn thôi. Nhưng mà bản năng của con người vốn thích thú những cái cảm xúc tốt. Mà không cần biết rằng cái cảm xúc đó sẽ đưa chúng ta đi về đâu. Và sẵn sàng kháng cự lại những cái cảm xúc không tốt, mà không chịu xét nét phía sau những cái cảm xúc đó là gì, ta sẽ đón nhận được kết quả gì. Chúng ta cũng giống như là một đứa bé ngây thơ, phản ứng một cách quyết liệt về những gì mình thích và không thích. Chúng ta chưa có lớn lên được bao nhiêu trong đời sống tinh thần để biết mình phải nên làm gì và sẵn sàng từ khước điều gì để nó có tính chất ảnh hưởng tới cái giá trị bình an và hạnh phúc chân thật của mình. Chúng ta cứ lo đuổi bắt những cái đối tượng ở bên ngoài, cứ lo hơn thua, cứ lo tranh chấp, cứ nạp thêm những cái năng lượng bên ngoài thì đừng hỏi tại sao. Càng ngày chúng ta càng cạn kiệt năng lượng, càng mất dần những khả năng tự chế xuất niềm vui và hạnh phúc nơi chính mình. Đừng hỏi tại sao mà chúng ta luôn đòi hỏi quá nhiều và lệ thuộc quá nhiều vào hoàn cảnh và người khác. Và càng nương tựa vào bên ngoài thì chúng ta càng bị điều khiển, càng dễ đau khổ. Tại vì chúng ta đã trở thành con nghiện mất rồi. Con nghiện hạnh phúc, con nghiện bình an. Hoàn cảnh cho ta bình an thì ta mới được bình an. Người kia cho ta hạnh phúc thì ta mới có hạnh phúc. Hình như cuộc sống của chúng ta nó là một cái chuỗi dài kết nối cảm xúc. Chúng ta liên tục được nuôi dưỡng bởi những cảm xúc. Anh cho tôi một cảm xúc tốt thì tôi sẽ cho anh một cảm xúc tốt, hoặc ngược lại, anh đem tới cho tôi một cảm xúc xấu thì tôi sẽ trả lại cho anh một cảm xúc xấu. Đó là quy luật cân bằng cảm xúc của chúng ta. Cũng như khi chúng ta không thể nói lời từ chối, không dám say no khi có người nhờ vả mình chuyện này chuyện kia, trong khi là mình đang bận túi bụi, mình biết nếu mà mình nhận lãnh công việc đó thì mình không có đủ thời gian, mình sẽ vội vàng hấp tấp, mình sẽ căng thẳng lo lắng, mình sẽ làm ảnh hưởng tới những cái kế hoạch mà mình đã dự tính sẵn. Nhưng mà làm sao mình có thể nói lời từ chối cho được, trong khi người kia nói bằng cái giọng nó ngọt ơi là ngọt. Họ ra vẻ rất là cần sự giúp đỡ của mình. Họ bày tỏ cái lòng ngưỡng mộ của họ đối với mình. Họ nói nếu mà mình không có giúp họ thì họ không biết nhờ ai nữa bây giờ, tại vì họ chỉ có tin tưởng mỗi vào mình thôi. Trời ơi, nói như vậy thì làm sao mà từ chối cho được, phải không quý vị? Và chỉ khi nào chúng ta bắt đầu nhúng tay vào công việc đó, cái cảm xúc được bơm hôm kia nó tan biến đi. Mình phải đối diện với một thực tế rất ư là phũ phàng, là lúc đó mình mới phát hiện ra là mình đã bị cảm xúc nó đánh lừa. Thật ra là mình không có hết lòng muốn làm công việc này. Mình không có thật sự thương xót người đó. Mình chỉ là nạn nhân của cảm xúc do người kia đem tới thôi. Mình chỉ có cảm động và mình nhận lời thôi. Cũng như khi mình muốn góp ý một người nào, mình biết người đó đang rất là sai lầm,
nhưng mà mình lại không dám đối diện với họ. Hoặc là khi mình đã đối diện với họ rồi thì mình lại quanh co, mình không có nói được những cái ý mà mình muốn nói. Nhìn mặt người đó là mình đã thấy sợ rồi. Hoặc là nếu mình nói ra thì mình không biết là người kia sẽ phản ứng ra làm sao và họ sẽ nghĩ về mình như thế nào. Tức là mình sợ phải đón nhận một cái cảm xúc xấu. Vì vậy mà ngay lúc đó thì bỗng nhiên là mình lại chuyển hướng. Lúc đầu là mình muốn gặp người kia để mình nói lên sự thật. Nhưng mà tự nhiên mình cảm thấy là cần phải im lặng. Hoặc là mình chỉ nói xa xa, nói gần gần. Người kia muốn hiểu sao hiểu. Như vậy thì nó có cảm giác an toàn hơn. Cảm giác êm ái nhẹ nhàng nó vẫn tốt hơn. Cho nên cuối cùng là mình làm hư mất cái mục đích chính của mình. Những người bị cảm xúc quá nặng như vậy thì chẳng bao giờ làm nên được những cái việc lớn. Tại vì muốn lãnh đạo, muốn làm được những cái chuyện lớn thì mình phải có bản lĩnh, dám ăn thẳng, dám nói thật mà không có sợ mất lòng, không sợ người kia nghĩ gì về mình. Miễn mình làm đúng và mình đem lại kết quả tốt đẹp cho mình và mọi người là mình cứ đi tới. Chính vì chúng ta quá nghiền ngập những cái cảm xúc tốt, vướng kẹt vào nó, cho nên chúng ta cũng rất sợ những cái cảm xúc xấu. Dù chúng ta biết rằng cảm xúc nó chỉ là một cái trạng thái, một cái cơn, nó chỉ tồn tại trong một cái thời gian rất là ngắn ngủi, nhưng mà chúng ta không quen đón nhận những cái cảm xúc xấu. Đón nhận nó thì chúng ta rất là khó chịu và cảm thấy như là mình đang thất bại, cảm thấy mình không có giá trị gì nữa cả. Cũng giống như khi đứa con của mình nó làm một cái điều sai quấy, thay vì mình đi tìm hiểu tại sao nó lại làm như vậy, tâm lý của nó có gì bất ổn không, nó đang vướng kẹt vào một cái nhận thức sai lầm nào không, nó có bị ai đang tác động nó không, thì chúng ta lại lo sợ cho người ngoài biết được cái chuyện này thì họ sẽ cười chê chúng ta. Cười chê thì sao? Thì chúng ta phải đón nhận những cái ánh mắt không kính trọng, sẽ nghe dư luận nói này nói kia, chúng ta sẽ không còn cơ hội để mà khoe khoang với mọi người về con của mình nữa. Hoặc là nó vi phạm những cái chuyện mà mình chưa từng vi phạm. Hoặc là đối với mình cái chuyện đó nó rất là kiêng kỵ mà nó lại mắc phạm vào, thì chẳng khác gì là nó đang coi thường mình. Đôi khi về cái cách diễn giải, cách tưởng tượng của mình nhiều hơn cái sự thật đang có, là cũng do cái cảm xúc của mình nó bị tổn thương, cảm xúc bị tổn thương, cho nên mình mới quyết định lấy lại cái cảm xúc đó, dù đối tượng đó là con của mình. Cho nên thay vì mình gọi nó tới để mà hỏi han, để khuyên lơn, để nâng đỡ, thì mình lại la hét, mình chửi bới, mình trừng phạt. Để làm cái gì? Để giáo dục ư? Có chắc không? Hay là mình đang muốn trừng phạt nó? Nếu mà để cho nó hiểu ra vấn đề, để nó đừng có vi phạm một lần nữa, thì chúng ta có tới hàng chục cách, chứ đâu có chỉ mỗi cách trừng phạt. Mà cái cách đó đâu có hẳn là sẽ thành công, có khi là nó sẽ hận mình nữa. Nó nói là mình đâu có thương nó đâu. Nó cảm nhận được cái cách trừng phạt của mình, nó có mang theo cái sự thỏa mãn cảm xúc của mình. Nó cảm nhận được hình như là cha mẹ đang đòi lại cảm xúc đã bị nó làm cho tổn thương. Cho nên ở trong truyền thống, nhiều khi dạy con quá nghiêm khắc, mục đích là cũng chỉ để lấy tiếng, để có danh dự, mà thực chất của nó là gì? Là cũng bị kẹt vào cảm xúc quá mạnh, sống bằng bề ngoài hơn hơn là
thực chất ở bên trong. Thành ra khi bên kia họ đã biết sai, họ đã hối hận rồi mà mình vẫn không tha thứ, là tại vì sao? Là tại vì người kia họ không làm những cái động tác để mà đền bù cho cái cảm xúc bị tổn thương của mình. Tuy biết sai nhưng mà phải xin lỗi, phải tỏ lòng thành khẩn, phải sám hối, phải hứa cho nó rõ ràng rành mạch, phải chịu bị trừng phạt. Nhưng mà nhiều khi người kia họ vụng về quá, họ không biết làm cái gì để cho mình vừa lòng. Cho nên tuy là họ đã ăn năn hối cải rồi nhưng mà mình vẫn thấy nó ấm ức làm sao. Rồi mình tìm cách giải tỏa cái cơn ấm ức đó bằng cách là mình nói hành, nói tỏi, nói gần, nói xa, mình ném đồ đạc rầm rầm, mình làm chiến tranh lạnh, không thèm nói chuyện cái tuần lễ, không thèm ăn cơm chung, hỏi cũng không muốn trả lời nữa. Mình muốn làm một cái gì đó mà chính mình cũng không có gọi tên được. Một lời xin lỗi tha thiết, một cái vuốt ve trìu mến, một thái độ ăn năn cụ thể, một chuyển biến rõ rệt, hay là một món quà bất ngờ. Nhưng mà tụ trung nó vẫn là chúng ta đang cần một cái cảm xúc tốt. Cho nên những cái lời ngon tiếng ngọt đều có giá trị trong cái lúc đó. Những người mà sợ cảm xúc xấu là những người rất là yếu đuối. Yếu đuối lẫn thể chất và tinh thần. Đó là những người không có thích tập thể thao, không thích những công việc có tính chất nặng nhọc, sợ phải động não, phải tư duy, sợ làm theo kế hoạch, sợ đi theo thời khóa biểu, sợ làm việc chung với người khác. Cách mà chúng ta hay nói là tôi muốn được thoải mái, tức là tôi muốn cưng chiều cái bản ngã của tôi. Tôi muốn nó luôn được sung sướng mà tôi không cần biết hậu quả sẽ ra sao. Thì đó là những người sống bằng cảm xúc rất là mạnh. Làm việc cực quá, nói năng gì mà thẳng thừng quá, chỗ này sao chật chội quá, trời gì mà nóng quá. Tất cả những cái đó là những cái phản ứng rất là con người. Nhưng mà đó là những con người còn hoang sơ, chưa qua sự trao luyện của đạo đức, của văn hóa hay là của tôn giáo. Họ chưa biết cách chấp nhận những cái điều bất như ý nhỏ nhặt. Thì thử hỏi làm sao họ đủ sức để mà ứng phó với những cái hoàn cảnh khó khăn lớn trong cuộc đời. Vì vậy mà những người như vậy họ rất là dễ bị tổn thương và sẽ rất dễ đau khổ. Có những cái điều rất là nhỏ mà chúng ta ít có để ý tới, nhưng mà ở trong chiều sâu là chúng ta đang nuôi dưỡng những cái mầm bệnh. Ví dụ như khi mình ăn một cái tô bún mà không có trái ớt thì mình ăn không được. Nhưng mà tại sao vậy? Tại vì cái phong tục tập quán nó dệt ở trong tâm trí mình một cái thói quen như vậy. Tại vì thói quen ăn uống lâu đời của mình như vậy, mình cứ đi theo lệnh của nó thôi, chứ mình không có chịu xét nét, không có chịu tìm hiểu nó từ đâu ra và cái sức ảnh hưởng của nó đối với mình như thế nào. Không có trái ớt để sẵn ở trên bàn, khi mình ngồi xuống ăn cơm là mình đã bực rồi. Mình dung dăng: bà ơi, hôm nay bà sao vậy? Sao không có trái ớt ở đây? Bà có đi lấy lẹ cho tôi hay không? Chỉ có một trái ớt tí tẹo thôi mà nó cảm xúc của mình nó đã dâng tràn lên như là một cái cơn bão như vậy. Thay vì nói câu đó đó, thì cái sự thật là: bà ơi, bà đi tìm cho tôi một cái cảm xúc tốt đi. Không có cảm xúc tốt này chắc là tôi chết thôi. Và nếu mà tìm khắp trong tủ rồi mà không có trái ớt nào á, thì cũng dám là mình không có chịu ăn cái tô bún đó đó. Nếu ăn thì cũng chẳng thấy ngon lành gì cả, ráng nuốt thôi. Ăn bún gì mà không có ớt thì làm sao mà ăn được. Sự thật, không có ớt thì có ăn bún được không quý vị?
Vậy đó, mình kẹt vào mê lầm, mình nô lệ cảm xúc một cách chẳng có đáng vào đâu cả. Cũng tại vì mình đã từng không có biết sống trong chánh niệm, không có để ý, không có quan sát bao giờ những cái gì nó đang xảy ra ở trong tâm hồn của mình, ở trong dòng cảm xúc của mình, cũng như là chưa bao giờ mình hiểu gì về cảm xúc, thì đừng nói chi tới cái chuyện chuyển hóa. Khi mình sắp hàng lấy thức ăn cũng vậy, mình sẽ lấy món gì đây? Mình sẽ lấy những cái món có tính chất nuôi dưỡng và trị liệu cho cơ thể, hay là mình sẽ lấy những cái món mà mình cho là khoái khẩu? Và nhìn vào cách chọn thức ăn của mình mà người ta có thể thấy được cái năng lượng cảm xúc của mình, và biết được cái cách sống bề bộn hay là ngăn nắp của mình. Cái này nó có liên quan tới cái kia. Người mà biết chọn thức ăn phù hợp với cơ thể của mình để cho nó có dưỡng chất, cho nó khỏe mạnh, mặc dù những cái món đó mình không có ưa thích lắm, có thể nó rất đắng hay là nó nhạt nhẽo, nhưng mà mình vẫn ăn, thì đó là một người sống bằng lý trí nhiều hơn là cảm xúc. Những người như vậy thì họ sống rất là ngăn nắp, họ có sức mạnh ở trong tâm hồn. Còn những người mà dùng thức ăn nhiều gia vị quá ha, thích những cái thức ăn có tính chất hấp dẫn, ngon miệng, thì người này sẽ thiên về tình cảm, và hầu hết cách hành xử của họ nó thuộc về cảm tính nhiều hơn là lý trí. Về cách ăn mặc cũng vậy. Tại sao mình lại chọn cái chiếc áo đó? Tại vì mình muốn tôn trọng cái nhân vật mà mình sắp đi gặp họ, hay là mình muốn họ đánh giá cao về mình? Mình muốn họ bị thu hút bởi mình. Mà khi họ chấm mình, họ thích thú mình, họ bị thu hút bởi mình, thì họ sẽ cho mình một cái quyền lợi, ít nhất là một cái ánh mắt trầm trồ, một cái cảm xúc tốt. Chỉ cần một chiếc áo tươm tất thôi là đủ để thể hiện sự kính trọng nhau rồi. Chứ đâu cần thiết là phải chọn chiếc áo nó phải cùng một cái màu với lại cái túi xách hay là cái đôi giày của mình nữa. Khi mình chọn một cái bộ đồ mặc để mà gọi là coi cho được á, tức là mình đã bị cảm xúc nó chi phối rồi. Không ai chê mình mặc một bộ đồ bình dị cả. Người ta chỉ chê mình quá dêm dúa hay là quá bóng bẩy thôi. Người có hiểu biết á, họ nhìn cái cách ăn mặc của mình thì họ có thể đánh giá được mình. Họ biết mình thuộc về cái tiếp người nào, sâu sắc hay là cạn cợt, chuộng hình thức hay là có nội dung ở bên trong. Đôi khi chỉ vì mình thích cái màu đó thôi, thì mình ra chợ mình mua tất cả những cái hiệu quần áo nó có cái màu đó về nhà, hay là mình thích cái nhãn hiệu đó. Nếu mình mặc một cái chiếc áo đó mà mình có cái nhãn hiệu đó, thì mọi người sẽ thấy mình rất là khua, rất là sành điệu. Chắc là người này thành đạt cho nên họ mới mặc nổi một cái chiếc áo như vậy. Cho nên khi mình đi shopping á, thì mình phải rất cẩn thận. Tới chừng là mình bị cái cảm xúc đó làm cho mình bị hoa mắt. Mình thấy cái gì cũng cần thiết, cũng muốn mua cả. Cái gì nó cũng đẹp, cái gì nó cũng bắt mắt cả. Nhưng mà khi mình về nhà, mình tỉnh ra rồi đó, thì mình mới thấy là không cần thiết, là phí tiền. Và đó là chiêu thức của những nhà làm kinh doanh. Họ luôn tìm những cái mẫu mã mới, luôn tìm cách tiếp thị quảng cáo marketing ấy, để đánh vào cái cảm xúc của mình. Nghĩa là họ làm sao để cho mình phải chú ý tới, phải dán mắt tới, và trong nhất thời có thể mình sẽ thấy được cái sự cần thiết của nó. Thành ra một cái người sống bằng cái hình thức ở bên ngoài, thích mặc những cái bộ quần áo đẹp, thích chạy xe đẹp, là những người sống nhiều bằng cảm xúc, rất là yếu đuối.
đời sống nội tâm rất là nghèo nàn. Như chúng ta biết, cảm xúc là đối tượng để chúng ta phát triển chánh niệm. Tại vì cảm xúc nó tinh vi và phức tạp vô cùng. Nếu chúng ta chú tâm vào nó thì không những chúng ta phát triển chánh niệm một cách sâu sắc và bền bỉ, mà nó còn giúp cho chúng ta hiểu được trạng thái cũng như cái guồng máy hoạt động của cảm xúc. Và chỉ khi nào chúng ta nắm được sự vận hành của nó, biết được bản chất thật của nó, thì chúng ta sẽ không còn bị nó thao túng hay là điều khiển nữa. Chúng ta sẽ xa lìa những cái hành vi tạo tác có tính chất nuôi dưỡng cái tôi ích kỷ của mình, để mà từ đó cái tâm tham cầu và cái tâm chống đối nó không còn cơ sở để mà phát triển nữa, thì phiền não nó sẽ được chuyển hóa. Và chúng ta cũng áp dụng nguyên tắc nhận diện đơn thuần khi chúng ta nhìn vào cảm xúc, như chúng ta cũng đã từng áp dụng khi thực tập nhìn sâu vào thân thể hay là hơi thở của mình. Phải kiên nhẫn một thời gian khá lâu thì chúng ta mới dễ dàng phát hiện ra cơn cảm xúc, hay là chấp nhận được mình đang có những cái loại cảm xúc đó mà mình không có tự ái hay là thành kiến, không có dung dưỡng cũng như là không có chống đối. Nhận diện và quan sát là điều chúng ta có thể làm được và cần nên làm nhất trong cái giai đoạn ban đầu. Thấy được cơn cảm xúc hay là động cơ thúc đẩy cơn cảm xúc thì nó là đã là một cái trình độ rất là khá rồi, dù là chúng ta còn bị nó điều khiển ít nhiều, nhưng mà ít ra chúng ta cũng có một cái thái độ đúng đắn, chúng ta đã có được một cái con đường đi rõ ràng. Như chúng ta đã nói, ranh giới giữa cái cảm giác và cái cảm xúc rất là mong manh, gần như là chúng ta không có phân liệt ra được nếu như chúng ta không có một cái chánh niệm đủ lớn hay là nhạy bén. Tôi xin nhắc lại, cái cảm giác tức là feelings và cái cảm xúc là emotions. Chúng ta có thể viết là cảm xúc thì bằng cái cảm giác cộng với cái thái độ yêu và ghét, tức là thích hay là không thích, mong cầu hay là chống đối. Đúng ra là nếu chúng ta phát hiện ngay từ khi cái sáu căn, tức là sáu cái giác quan đó, nó tiếp xúc với lại ngoại cảnh, tức là sáu trần, thì nó sẽ sinh ra sáu cái nhận thức, tức là những gì chúng ta cảm nhận được từ mắt, thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm và ý nhận biết các sự kiện hay là các hiện tượng chung quanh đó. Nếu chỉ dừng lại ở cái cảm giác thôi thì không có gì là khổ trên thế gian này cả, thưa quý vị. Chỉ tại vì chúng ta thêm vào đó cái thái độ chống đối hay là bám víu, thích hay là không thích, để nó trở thành ra, từ cảm giác nó trở thành ra cái cảm xúc, và nó có cái khả năng oanh tạc rất là rộng lớn như vậy. Khi nhìn cái đẹp thì chúng ta chỉ biết nó là đẹp thôi, chứ đâu có nhất thiết là chúng ta phải nói là tôi thích cái đẹp đó hay là tôi muốn có nó. Hoặc là khi nghe những cái lời nói ngọt ngào thì chúng ta ghi nhận đó là những lời nói ngọt ngào. Khi nhìn cái đẹp ta cũng biết đẹp, nhưng mà không nhất thiết là tôi thích cái đẹp đó, tôi muốn có được nó. Khi nghe những lời ngọt ngào thì ta cũng ghi nhận đó là những lời ngọt ngào, chứ không nhất thiết phải là đắm nhiễm, phải hệ lụy, phải vướng kẹt vào nó, không có nó là không được. Hoặc là khi tiếp xúc với những thức ăn ngon thì ta cứ ghi nhận đây là những thức ăn ngon, chứ không nhất thiết là tôi rất là ưa nó, I like it, I love it, tôi là fan hâm mộ của nó. Không nhất thiết phải reo hò hay là tán thưởng gì cả. Nói chung, nếu mình có chánh niệm
thì mình nhận diện từ ngay cái cảm giác, từ feelings, chứ đừng để nó chuyển thành cái cảm xúc, emotion, tức là thêm cái thái độ của mình vào, thái độ yêu thích hay là chống đối, thì mình sẽ không còn khổ nữa. Ngày xưa có nhiều thiền sinh rất là hiểu lầm, họ đóng chặt cái cảm giác của mình theo cái kiểu phòng hộ sáu căn, cho nên họ gần như trở thành vô cảm, như gỗ, như đá. Trong khi cái pháp môn thực tập đúng đắn là không chối bỏ sự cảm nhận, vẫn để cảm thọ tồn tại, chỉ cần không kẹt vào nó, không đắm nhiễm, cũng không chống đối, nhìn nhận như nó đang là. Tại vì chúng ta là một thực thể sinh động kia mà, một thực tại màu nhiệm kia mà. Tu mà để trở thành vô cảm thì tu để làm cái gì? Và có ai đó đã nói một câu này nghe cũng được lắm: sống là động nhưng mà lòng ta luôn bất động, sống là thương nhưng mà lòng chẳng vấn vương. Nghe được quá ha. Cái này gọi là hiểu đạo. Sống là phải vận hành, phải làm việc, phải đối phó, phải có liên hệ tình cảm chứ. Chứ nếu mà bỏ hết những cái đó thì đâu còn là sự sống nữa, phải không quý vị? Nhưng mà điều quan trọng là bất động, là không vấn vương. Đó là hai điều kiện không thể thiếu. Tu tập làm sao để chúng ta có được hai cái khả năng đó thì chúng ta sẽ tự tại đi vào trong cuộc đời này, chứ không phải tu tập là để trốn tránh cuộc đời. Nhưng mà nói thì dễ như vậy đó, chứ muốn đi vào trong cuộc đời này mà không bị dính kẹt á thì rất là khó. Nên chi phần lớn những cái vị tu tập cẩn thận thì họ có vẻ như là hơi tránh cuộc đời, hơi cô lập. Nhưng mà cái đó nó còn quý, còn hay hơn rất nhiều người nói oan oan như vậy mà đắm nhiễm tùm lum hết. Và cái lĩnh vực cảm thọ này rất là mênh mông, tại vì nó là một phần của tâm ý mà. Chúng ta xin tạm dừng tại đây và sẽ được học tiếp trong những buổi tới của khóa tu mùa hạ. Xin cảm ơn đại chúng.
thấy này đem tới cái hạnh phúc, cái an lạc rất là lớn, đem tới niềm hỷ lạc, chứ không có làm chúng ta bối rối hay là lo sợ. Và nếu chúng ta cứ tiếp tục như vậy thì chúng ta sẽ đưa tới cái tuệ giác, cái insight, một cái khả năng có thể thấy rõ được, thấu triệt được bản chất của vũ trụ vạn khổ. Để có thể kiểm chứng được cái tuệ giác này, mình phải kiểm chứng trên cái tinh thần vô ngã, non-self. Một cái người có tuệ giác là một cái người có tình thương lớn. Tại sao? Tại vì khi họ có tuệ giác, nghĩa là họ sẽ nhìn mọi thứ nó có liên quan mật thiết với nhau, thấy được cái tính duyên sinh và nhân quả, thấy được một sự vật sự việc xảy ra trong trời đất này nó có cái nguyên do, và thấy được tất cả mọi người và sự vạn vật nó có cùng chung một cái dòng sinh mệnh với mình. Khi thấy được như vậy rồi thì trái tim sẽ mở rộng ra. Còn nếu chúng ta chỉ dùng một cái ý chí để trở thành một bậc từ bi thì không thể được. Xin nguyện trở thành người từ bi thì không bao giờ có thể trở thành một người từ bi nếu không có những cái bài thực tập cụ thể để chuyển hóa phiền não. Vậy thì trở lại vấn đề, khi mà mình sở hữu một cái tâm thức phát triển như vậy đó, thì cố nhiên là mình nhìn vào những cái cuộc tiêu khiển bình thường có thể khác với những người chưa có cái tâm thức đó. Vậy thì để có thể nhập cuộc được, để cho những người thương của mình không có cảm giác mình tách biệt với họ, hay là mình nuôi dưỡng nâng đỡ họ, thì nó có hai cái khả năng có thể làm được. Khả năng thứ nhất là mình phải là người có rất nhiều tình thương với họ, một thứ tình thương chân thật, thì mình sẽ có một cái quyết tâm rất là lớn để cố gắng với họ, thay vì mình muốn họ phải theo mình, phải tôn trọng cái sự thực tập của mình. Mình nói là mình tu thiền cho nên không thể. Cái thái độ đó là ích kỷ. Tại sao mấy năm về trước mình có thể, rồi tự nhiên bây giờ mình rẽ đường, mình nói mình không thể, rồi mình bỏ người ta chơi vơi trơ trọi như vậy? Mình phải có trách nhiệm nâng đỡ người ta. Cho nên mình phải có một cái tình thương rất là lớn, thì mình mới có thiện chí để mình tìm ra nhiều cách để mà tiếp xúc trở lại với họ dễ dàng hơn. Cái thứ hai là mình phải có một khả năng đóng vai. Mình phải đặt mình vào cái tâm thức của họ. Như tôi có nói là rất là khó đặt nếu chúng ta đang sở hữu một tâm thức rất là khác biệt. Điều này nó cũng giống, nó đúng với cái trường hợp là chúng ta đang ở một tâm thức rất là yếu kém, cho nên chúng ta không thể cảm thông nổi hay là chấp nhận được những người đang sở hữu một cái tâm thức vững và mạnh hơn. Nói tóm lại là hai tâm thức ở hai cái tần số khác nhau rất là khó để mà chấp nhận nhau hay là đóng một cái vai cho nhau. Chúng ta vẫn thường nói là mình hãy đặt mình vào vai của người kia thì mình sẽ hiểu. Nói thì nói thế, chứ làm sao mà đặt được nếu chúng ta không có những điều kiện sau đây. Thứ nhất, chúng ta chưa từng trải qua kinh nghiệm đó, chưa từng là nạn nhân của cái khổ đau đó, thì chúng ta không thể nào có cái kinh nghiệm để vào vai được. Cái thứ hai, chúng ta chưa rời cái bản ngã mình thì làm sao vào một cái vai khác. Cái vai mình còn giữ thì làm sao vào cái vai khác. Các vị thấy những người diễn viên nổi tiếng, họ vào vai một cách rất là ngọt, tại vì họ có qua trường lớp. Những diễn viên không chuyên nghiệp, họ có thể vào được một hai vai gần với cái tâm tính họ đang có thôi. Nhưng những cái vai khó hơn, lớn hơn họ không vào được. Chúng ta cũng vậy. Chúng ta có thể vào được một hai vai nào đó gần với cái tâm tính của mình, nhưng những cái vai phức tạp, đa dạng, chúng ta chỉ có tưởng tượng thôi chứ không có vào được. Mình tưởng là mình đã vào được rồi, kỳ thực mình vẫn đứng ở bên ngoài. Thành ra là cái yếu tố thứ hai nó có tính chất quyết định hơn. Mình còn giữ gìn cái cảm xúc của mình sợ tổn thương, mình sợ bị tự ái, mình sợ bị người khác cười chê, mình sợ mình làm như vậy thì nó không theo nguyên tắc, mình sợ nhiều quá. Cái sợ đó nó nói lên cái khả năng không thể vào vai của mình.
Có một lần tôi đi ngang qua một công viên, thấy một cái thiếu nữ chạy tới ra cái tín hiệu cầu cứu, thì khi tôi tới thì đó là một cái con cò, nó đang lâm nạn. Đêm qua có thể nó hăng hái săn mồi, cho nên khi nó lấy cái đầu lên, nó vướng phải một cái túi ni lông chứa đầy nước, thành ra cái đầu nó cứ cúi xuống rất là tội nghiệp. Thì khoảng cách chỗ tôi và cô gái đó đứng với con cò độ khoảng chừng 15 mét, thì thấy tình trạng như vậy tôi mới từ từ tháo giày ra rồi xăng quần lên. Nhưng mà cái cô người Mỹ đó cổ hơi nóng nóng nảy, chắc là rất là cảm xúc vì thương con cò, không có chịu đựng nổi cái cách mà chậm chạp rề rà của tôi. Cô bực mình quá, cô nhảy xuống trước, và khi cô nhảy xuống xong thì mực nước cũng cạn, là một cái đùng thì con cò giật mình, nó xoay qua xoay lại rồi nó vỗ cánh nó bay đi. Nhưng mà nó bay được khoảng vài mét thì nó rớt xuống trở lại nữa, có thể là nó kiệt sức hoặc là cái túi ni lông quá nặng. Thì tôi mới nói cổ là để từ từ chờ tôi xuống cho, đừng có làm động con cò, nó sợ nó bay nữa. Thì cô này không nghe, cô này vẫn cương quyết nghĩ rằng là mình chạy nhanh tới là được, cho nên cổ sấn thêm mấy bước nữa thì lần này con cò hoảng vía vỗ cánh bay luôn. Thì cô gái đó cổ tức tưởi, cổ khóc, cô nói là mình tại sao tôi muốn giúp con cò mà, chứ tôi đâu có hại nó đâu mà nó không có cho tôi giúp. Và tôi nói cậu là có thể con cò chưa có bãi đậu xa, tại vì nó đã kiệt sức rồi, cái hồ rất là rộng, cho nên mình cứ đi tìm thử, biết đâu nó vẫn còn ở đâu đây. Thì quả thật là độ khoảng nửa giờ sau, chúng ta tìm thấy con cò nó đứng run rẩy dưới một cái tàn cây gần bờ hồ. Thì tôi nói với cổ là cô đã thất bại 2 lần rồi, thì lần này phải nhường cho tôi. Thì lần này thì cổ chấp nhận. Tôi cũng hồ nghi về cái khả năng của mình lắm, không biết là có đủ phước, đủ bản lĩnh để mà cứu con cò hay không. Cho nên lúc đó trước khi rời chỗ, tôi đã đứng đứng yên và quan sát lại cái chánh niệm của mình, quan sát lại cái cảm xúc của mình. Và tới khi cái nhịp hơi thở mình trở nên nó ổn định bình thường rồi đó, tôi mới đi một bước rồi dừng lại, duy trì hơi thở, rồi đi một bước rồi dừng lại. Và khi đặt cái chân mình xuống mặt nước rất là nhẹ nhàng, tại vì mình sợ con cò nó nghe, nó sợ và nó sẽ bay đi. Tại vì cái ước mơ của mình lúc đó chỉ có mỗi một một thứ, đó là con cò chấp nhận cho mình cứu nó. Và cái năng lượng đó nó rất là mạnh ở trong tôi, năng lượng mà muốn con cò nó cho mình giúp đỡ nó. Và khi mà tôi tiến gần sát con cò rồi mà vẫn chưa dám manh động, tôi chắp tay búp sen chào nó một cái để nó đừng có sợ. Rồi sau đó tôi mới bước tới, và điều kỳ diệu đã xảy ra, con cò nó đứng yên cho tôi lấy cái túi ni lông ra. Nhìn cặp mắt nó đỏ ngầu, và ở phía dưới đó, phân nó đổ ra rất là nhiều, rất là tội nghiệp. Và tôi có mời cái cô gái đó xuống xoa xoa con cò vài cái cho cổ thỏa dạ, rồi sau đó thả con cò bay đi. Khi bước lên trên bờ ngồi đó thì cô gái đó rất là vui nhưng mà cũng hơi ấm ức. Cô nói con cò không có phe, tại sao mà cho tôi cứu mà không cho cậu cứu. Cô nói hay là tại vì tôi mặc cái đồ màu nâu, cô mặc cái đồ màu đỏ, con cò nó sợ. Và cậu có hỏi tôi là cái lúc mà tôi tiến sát gần con cò, tôi đã làm một cái động tác chắp tay búp sen là ý nghĩa gì? Có phải là tôi niệm thần chú không? Tôi đang làm cái gì? Mặc dù cô ta không có biết tôi là một thầy tu. Tôi nói tôi không có làm gì hết. Nếu mà có đó, thì tôi chỉ có làm mỗi một động tác là duy trì cái năng lượng tình thương của mình suốt cái quãng đường đó không hề thay đổi. Và khi tôi nói tới đó, cô gái đã khóc. Cô khóc lần này là khóc cho cô chứ phải khóc cho con cò. Cô nói cô đã hiểu ra nhiều vấn đề từ cái câu chuyện này. Chắc là ở trong chúng ta đây ai cũng con cò, ai cũng có một con cò, hoặc là nhiều hơn một con cò để cứu giúp, phải không? Nhưng mà chúng ta đã thành công hay là thất bại? Sở dĩ tôi thành công hơn cô gái đó
Không phải, tại vì tôi có nhiều tình thương hơn cô gái đó. Tôi nghĩ rằng cả hai đều có tình thương muốn giúp con cò, cả hai đều có thiện chí, nhưng mà cái cách thức khác nhau, điều đó quyết định cho sự thành công hay là thất bại. Chúng ta phải có những kỹ năng thì chúng ta mới có thể giúp được người thương của mình trong lúc họ sa cơ thất thế, trong lúc họ chìm đắm vào khổ đau. Chứ chúng ta không thể nhân danh tình thương. Chúng ta đừng nghĩ rằng chúng ta đã thương người đó, thương hết lòng hết dạ thì dư sức, đủ điều kiện, đủ tư cách để mà giúp đỡ người đó. Không, không hẳn là như vậy đâu. Nhiều khi cái tình thương mình nó lớn quá mà không cứu được người kia. Tại sao? Tại vì cái tình thương của mình nó mang theo nhiều cảm xúc hơn là cái sự chân thật. Và mình nghĩ mình thương người đó cho nên mình muốn làm cái gì mình làm theo cái kiểu của mình, và không nghĩ tới cái cảm giác, cái cảm nghĩ của đối phương. Mình chưa từng đặt mình vào cái tâm trạng của đối phương cái lúc mà gây ra lầm lỡ, cái lúc mà rơi vào cái vũng lầy khổ đau như thế nào. Chúng ta không thể vào vai. Khi tôi cứu con cò, tôi đã vào được vai của con cò. Có thể tôi cũng đã từng lâm nạn, đã từng sợ hãi, cần một cái người tới để cứu giúp. Và mình nhớ lại cái cảm giác đó, nhờ cái năng lực chánh niệm nó giúp mình kết nối lại cái tâm thức đó. Mặc dù là mình vẫn giữ được cái tâm thức của mình, nhưng mà mình có thể kết nối được với cái tâm thức của con cò và vào được cái vai con cò không có khó khăn lắm. Chúng ta còn nhớ là khi chúng ta còn nhỏ, mỗi lần chúng ta chạy nhảy vui chơi vấp ngã đó, vấp cái ngạch cửa té, thì bà của chúng ta sẽ tới bên chúng ta. Có đánh chúng ta không? Có trách giận chúng ta không? Hay là bà ẵm chúng ta lên, ôm vào lòng, vỗ về. Thậm chí bà còn trách cái ngạch cửa làm cho cháu của bà té đau như vậy. Và sau khi chúng ta tươi tỉnh, chúng ta vui cười trở lại, thì bà sẽ nhắc nhở chúng ta phải cẩn thận, đừng có để cho cái ngạch cửa làm cho mình té nữa. Đó là thái độ cứu hộ của một người vừa có tình thương mà vừa có hiểu biết. Có thể bà đã đi ngang qua cái kinh nghiệm đó, nhưng mà cũng có thể bà đã từng chăm sóc con của bà, tức là mẹ của đứa bé hay là cha của đứa bé. Bà đã tập được cái kinh nghiệm đó. Và lần này tới phiên đứa bé, bà đã vào được cái vai đứa bé rất là ngọt. Không có kháng cự, bà không có lấy uy quyền của người bà ra để chia cách giữa bà với đứa bé. Bà là bà, đứa bé là đứa bé. Bà là một người trưởng lão, có học thức, có địa vị, có đạo đức. Còn cháu là một đứa ngu si, khờ dại. Nếu mà bà vẫn giữ ý niệm ở trong lòng, thì bà không bao giờ giúp được đứa bé. Đứa bé không bao giờ chấp nhận sự giúp đỡ của bà. Chúng ta đừng tưởng rằng khi người khác họ sa cơ thất thế, họ gây ra lầm lỗi, họ yếu đuối, là chúng ta có quyền làm bất cứ điều gì nếu chúng ta muốn giúp đỡ họ. Lúc đó tâm hồn họ rất là yếu đuối, rất là sợ hãi. Nhưng họ vẫn sĩ diện, họ vẫn tự ái, họ vẫn tổn thương. Nếu cách thức của chúng ta khiến cho họ hiểu rằng đây là một hành động tấn công, hạ bệ, tiêu diệt, chứ không phải là cứu giúp. Mặc dầu cái thông điệp chúng ta đưa ra, cái điểm xuất phát là cứu giúp, nhưng mà cái bên nhận á, thì thấy đây là một cái hành động trừng phạt hay là tiêu diệt, là chúng ta đã thất bại rồi. Chúng ta không hiểu tại sao chúng ta thất bại. Chúng ta đổ thừa cho người kia dại dột, khờ khạo. Người ta đã muốn giúp rồi mà không chịu dễ thương thì cho chết luôn, phải không? Muốn cho tôi giúp thì phải nói dễ thương sao tôi nghe được tôi mới giúp chứ. Hay là làm một cái hành động lễ phép, cung kính, phải nhận lỗi, ít ra là phải nhận lỗi,
thì tôi mới giúp, mới tha thứ được. Mà trời đất ơi, cái lúc đó mà còn đặt thêm điều kiện gì cho người ta nữa? Người ta đã hết sức rồi, bây giờ giúp hay là không thôi? Tại sao mình đang vững, đang mạnh, đang ổn định mà giúp người ta mình phải đặt ra một cái điều người ta phải phục tùng cho mình nữa? Hãy cho tôi một cảm xúc tốt đi, thì tôi mới giúp. Nói một cái lời dễ thương đi, xin lỗi đi, quỳ xuống đi, sám hối đi, thì tôi mới giúp. Tất cả những điều đó là những đòi hỏi ích kỷ không đáng có mặt. Một cái thái độ đó mà cứu giúp thì cái đó gọi là ngụy tạo, không có gọi là chân giúp đỡ, tức là không có giúp đỡ chân thật. Chúng ta dễ bị trộn lẫn giữa cái sự chân thật và cái sự ngụy tạo. Có thể điểm xuất phát là chân thật, nhưng mà vì cái thái độ phản ứng không dễ thương của người kia, nó làm cho chúng ta tổn thương. Cho nên từ sự chân thật chúng ta xây xây qua cái hướng không còn chân thật nữa, gắng gượng, giả tạo. Nếu chúng ta bận rộn trong đời sống nhiều quá, chúng ta đã từng có vị trí trong xã hội, chúng ta đã từng được kính trọng ngưỡng mộ, chúng ta đã từng thành công, chúng ta đã từng đóng băng trong cái vai cuộc đời đã sắp đặt cho mình, một một người chồng, một người cha, một người anh, một người bề trên, chúng ta đã kẹt cứng trong cái vai của mình. Thành ra nhiều khi chúng ta rất là muốn giúp đỡ người kia, đưa cánh tay tình thương tới để kéo cuộc đời của họ lên. Nhưng mà chúng ta vì sĩ diện, sợ làm như thế thì thiên hạ sẽ cười chê con của mình đó, người thương của mình đó. Nhưng mình không giúp được, tại vì mình sợ bị cười chê. Mình giúp một cái người như vậy, mình có một đứa con, có một người thương như vậy thì xấu hổ vô cùng. Vì ích kỷ, vì tự ngã mà chúng ta đã có những cái bước trượt rất là lớn ở trong tâm hồn của mình. Chúng ta đã đánh mất đi cái thiên tính của con người là có khả năng cứu hộ, giúp đỡ và yêu thương mọi đối tượng. Có nhiều vị tu tập lâu năm, thành ra có cái phong thái rất là thoát tục, nói năng nhỏ nhẹ, đi đứng đĩnh đạc, lúc nào cũng có nụ cười trên môi. Nhưng mà khi gặp một cái sự cố xảy ra, có một cái người thương phản bội mình hay là gây cho mình đau khổ, họ tấn công mình hay là họ xúc phạm mình, thì cái sự tươi mát đó nó tan biến ngay lập tức. Và nhiều người đã dùng cái ý chí gắng gượng, nghĩ rằng mình tu nhiều năm, mình được nhiều người kính trọng, mình có một cái tác phong chánh niệm rất là đẹp, rất là vững vàng, thì không thể nào mà mình không làm được cái chuyện này. Mình phải làm được. Và người đó đã cắn răng chịu đựng, hoặc là che đậy, giả bộ như là chấp nhận đối tượng đó hay là tha thứ cho đối tượng đó. Nhưng mà kỳ thực trong lòng thì còn đầy dẫy những cái đau khổ. Đó là một lối tu trình diễn. Thà trước khi chúng ta không tu, có thể chúng ta sẽ tha thứ cho người này dễ hơn. Chúng ta không có kẹt vào những cái hình thức, những cái sự ngưỡng mộ ở bên ngoài. Có nhiều người tu một thời gian rồi thì thấy ai cũng trần tục, thấy thấy cái gì cũng đời quá, cái gì cũng là đam mê, cái gì cũng là xấu xa, cho nên không có dám lăn xả vào. Tại sao chúng ta không thể lăn xả vào? Có phải chúng ta sợ bị nhiễm ô ư? Có phải không? Một là chúng ta có thể sợ bị nhiễm ô, hai là chúng ta sợ lăn vào rồi chúng ta dính vào trong đó, chúng ta không có thể trở lại cái vị trí chúng ta đang có trên con đường tâm linh. Ba là sợ người chung quanh thấy ta như vậy thì nghĩ rằng ta chưa có tu giỏi,
cho nên trở nên rất là sượng sùng giữa đời và đạo. Sượng sùng, các vị có ăn khoai sượng chưa? Khoai mà nấu chưa có tới giờ mà cứ dở nắp ra hoài là nó sượng thôi, bốc hơi là nó sượng à. Khoai lang hay khoai mì đều như nhau hết, mình tu chưa có tới mà mình cứ dở nắp ra hoài thì trở thành tu sượng. Dở nắp có nghĩa là nghỉ tu hay là chuyển hướng lung tung, hay là cứ thăm dò cái trình độ tu chứng của mình hoài thì nó sượng, để tự nhiên thì nó chín. Có nhiều vị không phải là người xuất gia nhưng mà ý như người xuất gia hoặc là hơn cả người xuất gia nữa, trời ơi nghiêm trang quá, đạo mạo quá, không có dám làm cái gì cái tính chất đời cả. Đâu phải chúng ta tu tập, chúng ta tu thiền là trở thành một cái người khác đời. Cái mục đích tối hậu của chúng ta là gì? Đó là trở thành một con người bất động giữa cái xáo động của cuộc đời, phải không? Nhưng mà chúng ta cần trải qua một cái giai đoạn tránh duyên bớt để tạo ra cái bất động đó. Cần một cái công phu vừa đủ cho nó, giống như Kinh Kim Cang đã nói, trụ nhi vô trụ. Đi vào trong cuộc đời này gọi là trụ, tiếp xúc tất cả mọi đối tượng nhưng mà không có vướng kẹt. Nhi vô trụ tức là không có kẹt. Vậy thì cái sự thông minh của mọi người là biết mình đang ở một cái trình độ nào, nhưng cái mục đích tối hậu vẫn là giúp đỡ những người thân yêu, muôn người và muôn loài phải hòa nhập vào cuộc đời, chứ không phải mục đích tối hậu là trở thành một cái người trang nghiêm, một cái người ngồi thiền định lâu năm, một cái người có một cái tác phong thiền rất là chững chạc. Thành ra có rất nhiều phu nhân, có rất nhiều phu quân có chồng đi tu thiền, có vợ đi tu thiền khổ vô cùng. Ước gì anh ấy đừng có biết về thiền. Thì anh ấy gần gũi với mình biết là bao nhiêu. Ước chi nàng đừng có tu theo đạo Phật thì nàng hồn nhiên biết chừng nào. Thành ra mỗi lần mà mình trở nên đời thì họ mừng dễ sợ. Vậy thì cái nguyên nhân gốc rễ đó là mình kẹt hình thức nhiều hơn là mình đạt nội dung, bị hình thức nhiều quá. Là mình có một cái tham vọng là khi mình vô đạo là mình phải đạt đạo liền, mình phải có những cái vị trí cao ở trong đạo. Đời thì thật là đời mà đạo phải thật là đạo mới được. Đời thì đời không, đạo thì đạo không, không thể nào trong đạo có đời, không thể nào trong đời có đạo. Và đó là một cái chiều hướng sai. Trong cái tuệ giác của đạo Phật thì nhất thiết thế gian pháp vô phi Phật pháp. Tất cả những gì thuộc về thế gian không có cái gì không phải là Phật pháp cả. Phật pháp không có một cái chủ thể riêng, nó là non-self. Nó được tạo ra từ thế gian. Nhưng mà nó không có kẹt vào cái mong cầu và chống đối, không có chìm đắm trong khổ đau. Thành ra chúng ta phải kiểm soát cái trình độ tu tập của mình. Mỗi khi mình thấy mình ổn ổn vững vững thì cứ bước vào trong cuộc đời, cứ tiếp xúc với rất nhiều đối tượng. Nhiều khi trong cái tiếp xúc, trong cái hòa nhập như vậy, chúng ta lại có một cái cơ hội rất lớn để thăng tiến trên con đường tâm linh. Tại vì khi chúng ta tiếp xúc, khi chúng ta va chạm thì phiền não nó mới phát hiện ra được. Còn nếu chúng ta tu trong một cái không gian ai cũng dễ thương hết thì lấy cái gì mà phiền não nó ra được. Vững trong một môi trường yếu thì cái vững đó chưa có chắc ăn lắm. Vững trong một môi trường tốt phải đề phòng. Phải vững trong một cái môi trường xáo động thì cái vững đó nó mới là cái vững thật. Vậy thì cái vấn đề tha thứ khi đặt ra đó, trước hết tha thứ là trách nhiệm của mỗi người, trách nhiệm của mỗi công dân của vũ trụ. Tại vì sao? Tại vì
ta vẫn còn lầm lỡ, ta vẫn còn u mê dại dột, ta vẫn còn sống trong thất niệm, thì người khác vẫn còn. Nếu ta đã được người khác chấp nhận và tha thứ, thì ta cũng phải học cách chấp nhận và tha thứ người khác. Đó là quy luật cân bằng cảm xúc. Trong một liên hệ, khi thiết lập với nhau, thì chúng ta phải chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ có một bên gây ra lầm lỡ, hoặc là trái với ý ta. Trái với ý ta chưa hẳn là lầm lỡ, chưa hẳn là tội lỗi. Thì ta phải đủ sức. Đủ sức ở đây có nghĩa là đủ một cái dung lượng trái tim để mà chấp nhận, để mà giúp đỡ họ trở về vị trí đúng, hay là hiểu ta hơn. Chứ chúng ta đừng có nghĩ ngược lại. Chúng ta đừng có dệt cho mình một cái tâm tưởng rằng người này hoàn toàn không bao giờ có lỗi lầm. Hoặc là cho mình một cái nguyên tắc là nếu ai xảy ra lỗi lầm thì mình sẽ đoạn tuyệt, mình sẽ chấm dứt ngay tại chỗ. Đó là một cái thứ ảo tưởng, một thứ tham vọng ích kỷ. Làm gì có cái chuyện sống mà không gây ra những lầm lỡ. Cố nhiên nếu mà một bên gây ra lầm lỡ nhiều quá, mà một bên không có đủ sức tiếp nhận nổi trong nhất thời, thì cái sự rạn nứt có thể xảy ra, hoặc là có thể đi tới sự đổ vỡ. Những lúc đó chúng ta hay dùng cái phép so sánh ngang bằng. Chúng ta nói rằng tại sao chúng ta chỉ gây ra lầm lỗi có một lần mà người kia gây ra tới 10 lần. Không có công bằng. Cho nên mình đã tha 3 lần rồi, thì hơn 3 lần là không có chấp nhận. Vậy thì trong cái trường hợp này, không thể nào dùng cái phép so sánh bằng để mà kêu cứu cái lòng bao dung của người kia, mà dùng phép so sánh hơn. Có nghĩa là trong khi người kia yếu thì mình phải trở nên mạnh. Mình trở về vị trí của một người có trái tim lớn hơn, nhân danh một người có tình thương lớn mà tha thứ. Và sẽ có những lúc người kia sẽ đóng cái vai đó để mà tha thứ lại cho ta. Tha thứ là một cái món quà. Đáng lẽ ra trong cái cam kết vô hình là người kia không có làm điều này, không có vượt quá cái biên giới này. Nhưng mà trong một cái nhận thức sai lầm, trong một cái thứ phiền não không điều phục được, họ đã gây ra cái lầm lỡ đó. Vậy thì khi chúng ta chấp nhận cái lầm lỗi đó là một phần của con người họ và có trách nhiệm của chúng ta, nghĩa là chúng ta đã trao cho họ một cái món quà ân tình. Ân tình là tình thương cho thêm, mà không có đòi hỏi điều kiện phải đáp trả, dù là một lời nói hay là một hành động cảm ơn. Không có bất cứ một điều kiện nào. Đó là ân tình. Khi em ngã thì anh nâng, và ngược lại khi anh ngã thì em nâng. Đây là cái quy luật điều hợp của vũ trụ. Anh phải làm như thế, chị phải làm như thế thì liên hệ mới tồn tại được. Chứ anh chị đừng có một cái ảo tưởng rằng sẽ không ai được quyền gây ra lầm lỡ. Hễ có lầm lỡ là sẽ đoạn tuyệt, không tha thứ được. Mà lỡ như nếu mà chúng ta trong cái lúc đó chúng ta thấy rằng chúng ta không thể tha thứ được, chúng ta thấy cái lỗi lầm này nó quá lớn, mà cái dung lượng trái tim chúng ta lúc bấy giờ nó quá nhỏ, thì tôi xin các vị nhớ điều này. Ngay cái chỗ này chúng ta không có tội lỗi chi cả. Người kia cần chúng ta tặng một món quà ân tình, nhưng mà chúng ta không có thể chế tác ra được cái món quà đó ngay trong lúc này, thì chúng ta khoan làm một cái quyết định, khoan tuyên bố rằng tôi không có món quà đó, tôi không thể mở rộng lượng trái tim được. Mà chúng ta hãy nói rằng hãy cho tôi một thời gian để trái tim tôi đủ lớn cho năng lượng tình thương tôi trở lại, tôi sẽ làm cái món quà này. Nghĩa là bây giờ tôi chưa tha thứ được, nhưng hãy cho tôi một thời gian, có thể tôi sẽ tha thứ trong tương lai.
Nghĩa là chúng ta đừng có tin cái tâm mình quá. Ngay lúc đó cái tâm chúng ta đang rất là yếu đuối, chúng ta đang bị chìm đắm trong một cơn bão cảm xúc, chúng ta đang bị xúc phạm, chúng ta đang bị tổn thương. Một tâm thức yếu đuối như thế làm sao mà tha thứ cho nổi? Có phải vậy không? Mà lúc đó chúng ta làm quyết định, có thể chúng ta sẽ ăn năn hối tiếc. Tại vì khi chúng ta bình tĩnh trở lại, chúng ta thấy vấn đề này có thể tha thứ được mà, có thể bỏ qua được mà. Nhưng mà chúng ta đã lỡ nói ra rồi, lỡ tuyên bố rồi, lỡ làm quyết định rồi, nói thì nó kỳ quá, rút lại thì mất oai đi. Cho nên thôi để luôn như vậy. Đó là một cái bước trượt rất là đáng tiếc. Chứ có ít ai mà nói là hôm trước tôi yếu quá cho nên tôi chưa có tha thứ được. Bây giờ tôi vững lại rồi, tôi ổn định rồi, tôi tha thứ được. Xin hãy chấp nhận cho sự tha thứ của tôi không? Các vị có hay làm điều này không? Nhưng mà chúng ta phải làm như vậy đi. Làm được như thế này chúng ta sẽ cứu vãn rất nhiều tình thế, giải quyết được một số khó khăn mà trước nay chúng ta không có biết cách. Nghĩa là trước giờ chúng ta cứ nghĩ rằng tại đối tượng kia, tại họ khó chịu, họ phải xứng đáng chịu cái trừng phạt, cái mức trừng phạt đó. Mà như tôi đã nói đó, giờ phút đó mà các vị muốn đem con cò ra để mà xử tội thì thôi đừng có cứu nó. Nó biết nó làm lỗi rồi, nó đứng đó một đêm nó đủ chết rồi, đủ kiệt sức rồi, nó thừa biết chứ. Các vị có cần phân tích thêm nó mới hiểu không? Bây giờ nó chỉ cần một động tác là làm ơn lấy cái túi ni lông ra khỏi đầu nó mà đừng nói thêm một câu nào nữa hết. Chúng ta không bao giờ làm được điều đó. Chúng ta phải nói cho hả giận nó một tiếng đồng hồ chưa đủ, ngày mai nói tiếp. Cũng cũng sẽ tha thứ, cũng sẽ mở lòng ra, nhưng mà cảm thấy như vậy là nhẹ quá. Vậy thì nếu chúng ta là một thiền sinh, chúng ta biết rằng chúng ta đang cần một cái cảm xúc tốt để nó cứu vãn cho cảm xúc xấu chúng ta đang gánh chịu. Một là đối tượng kia phải làm một cái thái độ gì đó dễ thương, gửi cho chúng ta một cảm xúc tốt, thì cảm xúc này nó mới cân đối được, nó mới hóa giải được cái cảm xúc xấu. Hai là chúng ta phải tự chế ra cái cảm xúc tốt đó bằng cách này hay cách khác. Nghĩa là chúng ta đi tìm một số bạn đi chơi, hay là làm một số động tác tiêu khiển nào đó để mà cái cảm xúc nó quân bình trở lại. Nhưng mà chúng ta hãy nhớ một điều, đừng có làm bất cứ một cái quyết định nào trong khi cảm xúc nó đang dâng tràn. Đó là quyết định của ích kỷ. Cảm xúc dâng tràn có nghĩa là ích kỷ đang lên ngôi, đang muốn bảo vệ chính mình. Tất cả những cái quyết định đó chúng ta sẽ ăn năn sau này. Và ngược lại, khi chúng ta tha thứ một người nào, chúng ta cũng đừng tuyên bố một cách chắc mẩm. Được, tôi tha thứ cho em. Ok, chuyện này dễ quá, bé nhỏ quá, cho qua đi. Các vị hãy nói một câu khôn ngoan như thế này ngay trong giây phút này: tôi tha thứ cho anh, hay là tôi tha thứ cho em, nhưng mà tương lai có thể khác, hoặc là chưa chắc đâu. Có hai trường hợp chúng ta tha thứ mà sau này chúng ta hối tiếc. Một là lúc đó có thể chúng ta đang trình diễn trước đông người, chúng ta vì sĩ diện, vì danh dự, là một động tác giả, là tha thứ, mà mình tưởng mình tha thứ thiệt. Thứ hai là vì người kia biết cách cung cấp cảm xúc tốt cho mình, họ quy lị van xin dùng những cái lời hết sức là ngọt ngào, chúng ta đã bị dụ dẫn cho nên là đã xa lòng, gọi là lạc lòng, và đã dễ dàng tha thứ. Nhưng sau khi tỉnh ngộ, tức ơi là tức, tại sao mình cho qua dễ dàng như vậy? Cái cách tha thứ này không có đưa tới cái sự giáo dục hay là cảnh báo cho người kia. Cho nên bất kỳ quyết định tha thứ hay là không tha thứ, ở đây tôi vẫn chưa nói là tha thứ là hay là không tha thứ là hay. Tại vì có những trường hợp chúng ta không nên tha thứ liền. Có một hôm đó hai em thiền sinh đột ngột tới cái thiền thất của tôi mà không xin hẹn trước. Tôi giật mình, tại sao giờ này có mặt ở đây mà tôi đã có cái chương trình làm việc rồi, nhưng mà đường xa thì không nỡ đuổi về. Tôi muốn cho hai em này biết rằng cái nguyên tắc như thế nào.
và để thử coi hai thiền sinh của mình thực tập chịu đựng cảm xúc xấu tới đâu. Tôi im lặng 15 phút. Tôi cứ đi làm những công việc của tôi và các em xin phụ giúp tôi được không? Hai con cứ ngồi đó chơi. Và tôi biết chúng đang chìm trong cái cảm giác rất là khó chịu. Nhưng mà tôi thấy cái mức khó chịu nó lên cao quá rồi, thôi tôi không có nở nữa. Nói thôi, lại đây phụ thầy một chút. Cái cách đó là cái cách nó giải tỏa cảm xúc xấu ra. Cái đó không phải là trừng phạt, tại vì nó không đứng trên cái sự bực tức giận hờn của mình. Mình rất là yêu thương họ và muốn cho họ giỏi hơn và có tỉnh thức hơn, có chánh niệm hơn. Cho nên mình cho họ vài phút nếm cái cảm xúc xấu đó để họ được nhận thức ra và được trưởng thành. Vậy thì có những trường hợp một cái người đủ giỏi, đủ vững vàng thì có thể điều khiển cái sự tha thứ hay là không tha thứ ở trong tay của mình một cách không vướng kẹt. Cái này nó cách với lại cái sự không tha thứ thiệt trong đường tơ sợi tóc nha. Nhiều khi mình lầm tưởng mình chưa có tha thứ nổi mà mình làm bộ mình nói là mình đang giáo huấn người kia. Vậy thì trở lại vấn đề là khi chúng ta tha thứ hay là không tha thứ, chúng ta đều phải nhìn lại cái cảm xúc của mình, nhìn lại tâm của mình. Có thật sự là ta đã vì người kia chưa? Tôi vẫn thường hay tự nhắc chính mình và cũng thường hay nhắc nhở thiền sinh của mình. Bất cứ một cái hành động nào mà có đối tượng tham dự, nhất là trong vấn đề tha thứ, chúng ta nên đặt câu hỏi là chúng ta đang làm cái này vì mình hay là vì người đó. Nhiều khi chúng ta lại sử dụng lấy cái bối cảnh đau thương của người kia, lợi dụng cái tình trạng người kia rớt xuống để mà mình phô diễn cái bản lĩnh, cái uy quyền của mình không chừng. Thấy người kia làm lỗi là sướng rồi, có cơ hội để mà ra tay một lượt luôn. Uất ức bao lâu rồi bây giờ mới có cơ hội trả đũa. Hoặc là người này cần tha thứ, được, ta sẽ tha thứ. Nhưng mà phải cho người này biết ta là ai. Thì cái này nó không phải là một sự tha thứ chân thật. Tuy có tha thứ, nhưng mà vẫn ké cái bản ngã mình vào trong đó. Thì mình làm cái hành động này, người kia thì được tha thứ, nhưng mà không trọn vẹn, không bằng một cái tấm lòng chân thật của mình. Còn chính mình thì lại suy sụp trong đời sống tâm linh. Tập cho mình một cái cơ hội không nhìn thấy tâm của mình và để phiền não nó tích tụ mà không có thấy được. Vậy thì nếu mà chúng ta đã có một câu trả lời rằng ta đang làm tất cả vì người kia, nhưng chúng ta cũng chưa chắc ăn lắm, chúng ta lại hỏi tiếp: nếu vì người kia mà người kia trả đũa lại, người kia không dễ thương, người kia không trân trọng cái món quà của mình, cái sự tha thứ của mình, thì mình còn tiếp tục nữa được hay không? Cái này mới chắc ăn đó. Nếu mà người kia trả đũa lại, người kia hiểu lầm mình đang giúp đỡ mà họ tưởng mình đang tấn công hay là tiêu diệt, thí dụ mình cứu con cò mà con cò bay lại nó mổ mình, thì mình còn tiếp tục muốn cứu con cò nữa hay không? Cái câu hỏi đặt ra như vậy đó. Mình khoan trả lời, tại vì khi gặp nó rồi mình mới biết mình như thế nào. Còn bây giờ mình trả lời là bằng một cái tâm thức rất là ổn định, thành ra mình trả lời rất là ngoan, rất là giỏi, phải không? Rất là vững vàng. Chỉ có chừng ấy chúng ta mới có thể kiểm định được cái sự tha thứ này là chân thật. Chân thật có nghĩa là hoàn toàn vì cái sự khổ đau của đối tượng. Đặt cái bản ngã ra một bên, nghĩa là chúng ta đã vào được cái vai của đối tượng đó rồi. Chỉ có vào được, chúng ta mới có thể hiểu được tận nguồn cơn, tại sao người đó lại làm như vậy. Có thể do cái quá khứ họ lớn lên trong một cái môi trường có quá nhiều năng lượng xấu, hoặc là họ phải tiếp nhận cái di truyền từ nhiều đời, hoặc là họ ảnh hưởng một vài cái chủ thuyết, một vài cái tư tưởng sai lệch, hoặc là họ có những cái biến động gần đây trong nội tâm
Cho nên họ đã rơi xuống một cái tâm thức rất là yếu kém như vậy. Nếu chúng ta là người thương họ thì phải thương cho cuộc đời của họ, thương cho những cái vụng về, những cái yếu kém của họ, chứ đâu phải mình chỉ thương những cái hay cái đẹp thôi. Khi người đó dễ thương mà mình thương, và khi người đó hết còn dễ thương thì mình hết thương, thì tình thương này chỉ là một sự hưởng thụ chứ không phải là tình thương đích thực. Vậy thì nếu chúng ta có một tình thương đích thực cộng thêm một vài cái kỹ năng khéo léo để mà giúp đỡ đối phương, thì sự tha thứ là cái chuyện có thể xảy ra và có thể giúp đỡ người thương của mình vượt qua những cái cơn khổ đau bế tắc. Thật là hạnh phúc vô cùng khi chúng ta sống chung một cái người mà họ sẵn sàng bỏ qua những cái khuyết điểm lầm lỡ của ta và nâng cuộc đời chúng ta lên. Họ chỉ cho chúng ta thấy những cái khuyết điểm lầm lỡ khi tâm hồn của chúng ta đã trở nên ổn định, chứ không phải lợi dụng cái sự sa sẩy của ta mà họ tấn công để mà hạ bệ ta. Cái đó được gọi là ân tình. Ta rất là biết ơn những cái người như vậy, sẵn sàng bỏ ra những cái khuyết điểm, những cái lầm lỡ của mình, và trân quý những cái ưu điểm, những cái tuyệt tác của mình. Ai trong chúng ta cũng có cái mong muốn đó. Vậy thì chúng ta hãy làm đi. Cuộc đời này còn còn nhiều khổ đau, còn nhiều bóng tối. Nếu chúng ta là những người được mệnh danh là những người đang đi trên con đường tỉnh thức, tu thiền là đi trên con đường tỉnh thức, thì chúng ta hãy làm tốt cái phần trách nhiệm ấy đi. Hãy sẵn sàng cho mình một cái dung lượng trái tim khá lớn, để mỗi khi những người thân yêu nhất của mình hay là những người chung quanh họ gây ra những cái tổn thương, những cái lầm lỡ làm cho mình thiệt thòi, mất quyền lợi, thì mình đủ sức để mà ôm lấy họ và chỉ cho họ một con đường đi. Đó là một con người có hiểu biết và thương yêu đích thực. Xin cảm ơn đại chúng. Phúc Tịnh xin kết thúc podcast hôm nay tại đây. Bài pháp thoại mang tính chất tâm lý trị liệu do thầy Minh Niệm và cộng đồng thiền tâm lý trị liệu miền tỉnh thức thực hiện. Nếu thấy bài pháp thoại này là hữu ích thì nhờ quý vị anh chị chia sẻ thêm cho bạn bè và người thân của mình. Kênh podcast Phúc Tịnh xin góp một phần để lan tỏa những bài pháp thoại đầy giá trị này đến với những người đang cần sự giúp đỡ về mặt tâm lý cũng như những người thực sự ổn, để cùng xây dựng một xã hội bình yên hạnh phúc hơn. Trân trọng cảm ơn mọi người đã theo dõi. Ngoài ra, do giải thuật của YouTube ưu tiên những video có nhiều like, nên nếu mà thích video này thì nhờ quý vị anh chị bấm thêm vào nút like video và ấn nút theo dõi kênh để giúp cho podcast của chúng ta có nhiều người biết hơn. Xin cảm ơn sự theo dõi của anh chị và chúc các anh chị có một buổi tối an lành.